Hello, xin mời tất cả anh em quay lại với kênh của mình nha. Trận này tiếp tục mình sẽ xuống khu trại anh em ơi. Sắp hết sự kiện rồi, ra phiên bản là 2.3. Nên là tranh thủ chơi anh em ơi. Wow, bay chính giữa luôn. À yếu rồi nè. Chạy đi đâu đây? Mình KS liền. Công sức của mình bắn hết bao nhiêu đạn mà. Đâu dễ dàng vô cái bạn ăn liền như vậy. Bên này có tiếng chân anh em ơi. À thanh niên đẩy luôn anh em ơi. Được. Ô ô, cái gì lạng lách đó. Wow, cầm M16 thì mình đâu có sợ bạn. Trời, M16 bắn còn chưa lại. Còn rút cây SKS ra táp mình nữa chứ. Chạy đi đâu, bay xuống đây là chỉ có đường chết hoặc là sống ở đây và mình chết thôi. Không có khái niệm mà xuống đây còn lái xe bỏ chạy nữa bạn. Ê, hình như có thanh niên nào mới nhảy dù xuống anh em ơi. Ui, chạy. Chạy đi đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không. Không hiểu tại sao mấy thanh niên có đặt tên như vậy. Bên khu đường cái bắn nhau anh em ơi. Này chắc hồi sinh xuống nhưng mà không dám vô khu của mình. Hoặc cũng có thể là lúc đầu game đó anh em ơi, lúc dạo. Một viên này. Lái xe mình cong luôn anh em ơi. Ở bên này không thể nào mà bắn được. Này team này đang chạy ngoài đồng ha. Rồi mình bay con xe lên mái nhà, mình leo mái nhà mình đứng nữa nha. Đó. Ui cái gì sao lại mất máu. Pha này sao lại mất máu anh em ơi. Nhảy xuống xe nhưng mà xe nó tán như một cái à. Sắp mặt luôn. Ui bắn ngoài đường này, chạy. Nằm vỏ nè. Một bạn nữa nóc hai rồi anh em ơi. Gặt do. Ô không gạt giò kịp kìa. Bò nhanh vậy hay cha nội. Nóc rồi mà bò như chạy vậy đó. Để mình áp sát mình đập nét thử là nóc không nha anh em ơi. À bên khu nhà kia hình như có team bắn chéo qua bên này nữa anh em ơi. Chết đi. Thôi. Ồ hình quá anh em ơi. Ra smoke đi mình bỏ chạy này. Rồi một pha xử lý tí thì chết anh em ơi. Ẩu quá mà mình tưởng thanh niên đang cứu anh em ơi. Nhưng không ngờ thanh niên không cứu mà đứng kê mình. Bỏ đồng đội chết luôn mà. Áp sát không ta? Mình nghĩ là bây giờ là cứu xong rồi đó anh em ơi. Nhưng mà áp sát thì khó chơi. Lên trên đó smoke thì cả chấp hai luôn à. Thôi để mình mở sang cánh bên phải đây đi anh em ơi. Mình chạy vòng lên bên trên đây thử có cái góc nào bắn được không. Không đẩy thẳng đâu nha. Đó, mình lên bên trên này là mình bắn chéo qua là chết nha. Ồ, chạy hết xuống bên dưới cống rồi. Lẹ ha. Mình tưởng còn nằm ngồi đồng á, chắc mình bắn rụng đít luôn. Tiếp này được anh em ơi. Di chuyển có vẻ là khá là chuyên nghiệp đó. Ờ, kê hả. Kê kìa. Ha. Ok, kê thì mình qua bên đó mình công anh em ơi. AK vũ mình. Đâu rồi. Chơi là chơi khô máu luôn nè anh em ơi. Mới có 6 kill à. Ô chạy hết rồi anh em ơi. Mấy bạn chạy đi đâu. Một viên cuối ngay đầu anh em ơi. Rút cây SKS ra táp phát đi. Bắn này thì bắn này lì hả. Yếu máu rồi mà còn bắn. Ok, còn một nữa anh em ơi, team này 3 mà hồi nãy chết một rồi. Ố. Đâu rồi? Trời tự dưng nghe cái bụp. Làm hết hồn mình tưởng mấy thanh niên trên trời đáp xuống đó anh em ơi. Không thấy đâu hết, ai ngờ con boss. Bò hả? Tầm này mà bò về cho đồng đội cứu. Để xem thử đồng đội đâu anh em ơi. Còn một thanh niên nữa mà. Đừng có nói là trốn ở trong cái mấy cái bụi cỏ này cứu đi nha. Thôi áo rồi đó ba. Ok mình áp sát luôn anh em ơi. Có vẻ là trốn ở sâu mấy bụi cỏ mình không thấy được. Rồi chết một này. Ô cứu xong rồi hả. Ở đâu bên này anh em ơi. Đây. Chưa anh em. Ôi
Trời, đâu ra cha nội áo đen mà cho đây hết hồn. Ơ à, mình quên á, hồi nãy bên khu nhà này có địch mà mình quên mất tiêu. Mình không canh cái pha này, tí thì chết. Hên là thanh niên cầm berry đó nên bắn nó không có chuẩn, nhưng mà cầm 14 là nguy cơ là cái pha này là mình chết rồi đó. Hết hồn luôn đó. Đâu được, đen thui đứng như trụ điện vậy đó. Rồi, quá trời đồ luôn anh em ơi. Thì mà đi lút dạo mà cũng giàu phết ha. Còn 35 người. Ồ, có con xe kìa anh em ơi. Thấy mình rồi anh em ơi. À, kê, hai thanh niên ra kê nhau. Làm gì đây, kê hả? Kê này. Ủa, hình như đồng đội thì phải anh em ơi. Mà đứng ở đây làm gì, hồi sinh à? Ủa, không phải anh em, cái gì đây? Market sale. À, cái shop anh em ơi, shop giảm giá. Nè, giảm giật còn có 5 tiền à. Nhưng mà giáp 3 vẫn 30 tiền. Giảm thì giảm hết luôn đi. Giảm gì có giật thôi à. Hai thanh niên đang shopee anh em ơi. Hôm này chắc mình qua bên Bochinki thử nha anh em ơi. Không có ai ở đây luôn. Ô, gì đó. Dạ boss hả? Hồi nãy mới chạy một vòng xuống dưới mà không thấy nha nè. Còn giả boss nữa chứ, kêu mình lại nè. Ok, mấy bạn thích chứ gì, mình tới đây luôn. Rồi, tiếng chân bên đường anh em ơi. Thanh niên hình như là bên trên cái nhà 3 tầng đó. Để mình leo lên trên nóc này đi. Ở sau này leo lên chỗ đây dễ vậy ta. Trời, nằm cao á. Nằm chỗ cao nhất Bochinki luôn đó. Nóc anh em ơi, vẫn còn đồng đội đó. Đợi đồng đội lên cứu là mình lụm luôn. Góc này thì không thể nào mà bắn mình bên Bochinki. Bò về cho đồng đội cứu nè. Mà là đồng đội bên dưới anh em ơi. Ok, thôi mình lái con xe mình đi luôn anh em ơi. Ô, có xe lên nhà thờ nè. Chơi chơi kỳ cục kỳ của đồng đội bao vây hả? Lên anh em ơi, fan này phải công mấy thanh niên bên trên nhà thờ này. Chứ đứng chỗ đó là bị kẹp đó. Mình phải di chuyển là lanh lên. Chớp lấy thời cơ chứ đừng có để mắt tiếp địch nó chủ động. Mình phải là người chủ động thì mới là chiến thắng anh em ơi. Kê bên trên rồi, leo lên bên trên cao này luôn à. Nhảy. Bạn đen rồi bạn ơi. Đen như chùa bà đánh luôn. Đồng đội bên trong à, trời, cầm Uzi mà bạn tính bạn chọc lọt khe chỗ đó à. Đâu rồi. Qua bên này anh em ơi. Ôi, không chết hả? À, thôi vô luôn anh em ơi. Nãy mình bắn yếu máu rồi mà, sợ gì. Đang hồi máu này. Hồi với cha không hồi. Lạc dò luôn nha. Team Philippines anh em. Những người anh em ngồi biển đảo. Nằm xuống cho nó chắc anh em ơi. Bò lên bệnh viện hả? Mình qua bên chỗ hôm thính luôn anh em ơi. Ôi, có thanh niên lao xe máy nè. Sấy phát thử dính không anh em ơi. Không dừng lại bỏ chạy luôn rồi. Ô, có cái xe lao lên trên chỗ kho Bochinki kìa anh em ơi. Hình như là thanh niên này dừng ở bên khu nhà rồi đó anh em ơi. À, xe quát nữa nè. Ở đâu mà kéo tới đông vậy? Ở trung tim không ta? Ôi, đằng xa một bạn nữa nè. Nóc rồi anh em ơi. Lù lù đâu chạy xuống đây hả? Rồi lái xe đi thôi. Cái team kia nó không dừng lại anh em ơi, nó bỏ chạy rồi. Lên chỗ hộp thính nha. Đang cầm KS nên là mình phải tìm một cái súng thính mới. Này có team ăn luôn kìa, con xe. À, thanh niên làm gì cắm đầu vô trong Dacia vậy? Ơ, chạy mất rồi. Mình tưởng AFK chứ anh em ơi. À, lái xe máy đi à. Rồi, sái nhà anh em ơi. Nóc rồi nè, đẩy luôn nha. Áp sát. Có hai thôi anh em ơi. Đi xe máy mà.
hở người nè. Rồi còn một bạn nữa đâu rồi, để mình qua bên trái anh em ơi. Thanh niên trốn ở đâu sau này ngồi im bất thình lình luôn, không di chuyển. Ố cái con khủng long đâu rồi, chết nha, khoảng vòng nóc anh em ơi. Con khủng long mình tưởng của địch chứ ai ngờ của mình anh em ơi. Nó chạy bên trong nhà, nó chạy theo mình. Có gì không? Đây cái ốp cho mình rồi anh em ơi. Wow, trên đồi có một bạn kìa. Thanh niên này cam mình hả bạn ơi. Wow, có ốp luôn nha. Không đùa với mấy thanh niên có ốp này đâu. 20 kill rồi đó. Đừng có bắn sáng chết mình nha bạn ơi. Bắn không trúng nhỉ. À không vậy. À bị lắc đồi rồi anh em ơi. Hở người. Ui xe hết xăng nữa kìa. Chết rồi. Không cong lên được anh em ơi. Xe mình bị hết xăng rồi. Mà cái pha này chỗ này bị lắc đồi anh em, bắn không được. À đúng rồi, có con Dacia kìa. Mình quăng smoke, mình lấy con Dacia mình đi bo nha. Đẩy sát lên mình giết thanh niên này. Chết đi. Không chết anh em ơi. Tuy là hở nguyên nửa người luôn đó nhưng mà không có bắn trúng được. Còn nãy thanh niên là phải lên mình thấy chân thì mới bắn mình nè. Còn không thấy chân là thanh niên này không có bắn mình. Là mình đang bị lát đó anh em ơi. Rồi xong cái xe bị gì vậy? Ơ kìa. Trời cái xe nó bị kẹt rồi anh em ơi, không đi được. Thảo nào nãy thanh niên kia đứng đó sửa sửa cái xe nhưng mà không lái ra được. Ôi nằm hở người kìa. Hở cái đầu nhưng mà chỗ đấy bắn chắc chắn 100% là không trúng rồi. Mình lấy con xe máy nha anh em ơi. Hơn là pha này có con xe máy nữa chứ không chạy bộ thì hơi khó pha này rồi. Nè. Nhìn vậy thôi chứ bắn không trúng đâu anh em ơi. Đang bị lát mà. Áp sát còn chơi M46 cho nó chắc anh em ơi. Bắn hết đạn cây ốp của mình luôn mà không chết thanh niên. Chạy bên trái này nha, chạy thẳng là chết đó. Giờ anh em thấy không, nằm tích ở bên dưới luôn. Đâu phải nằm bên trên đâu. Ô oh, headshot kìa. Ngon, yếu máu rồi. Trời, nét lên nữa anh em ơi. Một quả nữa nè. Thêm một quả nữa anh em ơi. Rồi, yếu máu rồi đã anh em ơi. Giờ áp sát thôi. Tiếng chân bên phải. Làm sao mà nghe tiếng chân của mình được. Đập nét như thế là chỉ có chết thôi. Quá trời đạn ốp nữa anh em ơi. Vừa bắn hết cái thanh niên ship cho mình liền. Còn 14 người. Ơ à, bên khu nhà này bị lát kìa anh em ơi. Rồi có smoke luôn. Rồi thanh niên nằm bên một đống rơm kìa. Hai team đang combat dưới đây. Nằm nè. Nó phải như vậy chứ. Nãy bị lát bắn tức thật sự anh em ơi. Ô cái xe trắng á đó anh em ơi, xe trắng hồi nãy kìa. Quăng smoke ra cứu à. Nãy mình bồi thêm một viên ốp nữa mà. Chắc là sẽ chết đó anh em ơi, không cứu kịp đâu. Đang bị cái team smoke bên trên này kê nữa mà. Thôi lái xe mình áp sát luôn anh em ơi. Mình kẹp cho cái team chính giữa này chết queo luôn. Rồi chết luôn. Không cứu kịp anh em. Chạy qua cứu thì mình sẽ cho bom lửa vô nữa. Đó. Rồi chết luôn. Ok, team bên này chết rồi anh em ơi. Giờ còn cái team ở đằng xa này. Kìa, team mà có chiếc Ubaki chạy chạy hả? Một phút nữa là bò thu. Ô bò kìa. À, bị nóc anh em ơi, không phải bò cỏ. Trời ơi, một viên ốp mà không KS kịp. Mình tưởng thanh niên đang bò nấp cỏ chứ nhưng mà bị nóc anh em ơi, ôm bụng. Chỗ này làm sao cong thanh niên sâu đóng rơm ta. Phải lại gần thì mình cho nét vào được anh em ơi. Đây. Ui, chỗ này cũng khá là xa đó. Còn có một quả nét nữa chứ, quăng thử tới không anh em ơi.
vừa tới thôi à. Có cái đống rơm khó canh. Cho trái bom lửa nữa đi. Không tới anh em ơi, chỗ này quăng không tới rồi. Mình sẽ phá lốp xe nha. Cho thanh niên chạy bộ luôn. Đó, bo thu rồi mà. Mình có con xe bắp game mình lấy mình đi thôi. Cho chết ngoài bo luôn anh em ơi. À đúng rồi, có con xe bắp ghi bên chơi này. Phá luôn cái lốp kia nữa anh em ơi. Rồi đi thôi. 10 người nữa anh em. À bo gần luôn nè. Mình chạy dòng đây mình cam nha. Mình cam mình giết cái thanh niên sau đống rơm. Bo này vẫn còn chạy bộ được đó. Máu trục rất là chậm mà. Nên sẽ mình đánh xuống cái vòng bên phải đây đi. Mình đấm đấm nó sát miệng bo này mình. Có thính luôn kìa. Ô, một bạn chạy bộ nè. Kê mình hay sao đó anh em ơi. Này thì kê nè. Trời ơi, nó headshot nghe sướng thật sự anh em ơi. Thì mình đảo xuống bên đây nữa. Mình chỉ cần ở sát miệng bo thôi là giết thanh niên đó. À, bên khu nhà này chạy bộ nữa kìa anh em ơi. Mấy thanh niên là thích kê bo ha. Thích kê bo hả? Xong anh em ơi. Đằng sau mình là có một hộp thính kìa. Giờ đứng đây đợi thôi. Thanh niên kia sẽ chạy hướng xéo xéo đây nè, chứ không dám chạy bên kia đâu. Chạy bên trên nó chắc là sợ mình kê đó anh em ơi. Nãy mình đứng đó mình bắn mà nghe tiếng súng. Giờ đứng đây cam thôi. Ủa gì đây? Ô nóc hai rồi anh em ơi. Ba thanh niên hộ báo à. Sợ rồi. Ra đây. Còn nóc luôn anh em ơi. Trời ơi cái team 4 này láo ha. Trời ơi, ở trên kia lao xe xuống đây chơi khô máu mình luôn. Còn một ông nữa đâu. Hả? Team Việt Nam anh em ơi. Ấu nè. Này thì ấu. Ấu cho ngủ hết luôn. Trời ơi, lao xe xuống anh em ơi. Hồi nãy mà mình thấy từ đằng xa là mình xáy rụng rồi chứ không có mà tới chỗ này còn ban đủ như thế này đâu. Hồi nãy mình ngó nhưng mà mình không thấy anh em ơi. Giờ còn 4 người này. Ok đi thôi. Thanh niên kia vẫn chưa chết anh em ơi. Chắc là vô bo rồi đó. Mà giờ chưa có ai bị chết ngoài bo mà. Mình đi vô bo đi. Kệ. Ôi. Trời bắn cái gì đó. Hết shot luôn nữa chứ mô sinh anh em ơi. Phá lốp xe à. Quăng sờ móc mình che lại nha. Có con xe này đi bo đi mới vô bo được đó. Không là chết ngoài bo anh em ơi. Kìa yeah, anh em thấy chưa, thanh niên vẫn còn sống nè. Hú hồn anh em ơi. Giáp nón mình hư hết rồi nên là bắn rất là đau luôn. Còn đúng chấm máu luôn đó. Chạy này. À có cái đống rơm hên ha. 7 giờ nữa bo thu. Mình sẽ đi bo anh em ơi, cho thanh niên này sống thêm đi. Còn 4 người. Bò chạy vòng sang bên phải nha. Né cái thanh niên cầm mũi xin đi bắn. Ghê quá đi à. Chạy bo không lo chạy còn đứng đó bắn lén mình nữa chứ. Kìa đứng bên trời thùng thính anh em ơi. Groza. Căng vậy. Có con xe nè anh em ơi. Thôi đi đi. Lượm con xe này nhiều khi bị chết nữa. Đây lên khu nhà đây anh em ơi. Nằm ở trong bo luôn. Ui, trên đồi kia có tiếng súng kìa. Đang táp ai đó. Cùng 4 à. Rồi xong. Hình như táp với thanh niên Groza chết rồi anh em ơi. Núp đâu ta. Đây nè. Khoa này là không bị lát đồi nữa anh em ơi. Bây giờ còn 2 thôi. Còn một cái thanh niên kia vẫn chưa chết nha. Cái thanh niên mà chạy bộ đó anh em ơi. Này chạy sang cái máng bên phải này. Để mình xem thử đi. Ở đâu trước mặt mình này. Thôi góc này không đẹp anh em ơi. Mình vô bo đi. Bo nó thu lên trên đồi luôn này. Lên trên này mình ca. Mình lấy top 1 cho chắc anh em. Có cái đồi cao này ao bo rồi. Tầm tầm dưới này thì mới trong bo anh em ơi. Chỗ này trong bo nhưng mà không được đẹp cho lắm.
núp sâu bắn chỗ góc cây đây đi. Ô chạy bộ nữa nè. Rồi còn một anh em ơi. Kìa còn thanh niên chạy bộ mai giờ anh em ơi. Tích cực chạy bo à. Sống dai thành huyền thoại hả à? Công nhận sống dai thật sự anh em ơi. Chạy bo tích bên dưới kia lên trên này luôn. Này thì chạy nè. Chạy nè. Chạy đi đâu. Yeah top 1 anh em ơi. Trận này 31 kill. Đó trận này rất là căng luôn anh em ơi. Combat là gọi là liên tục luôn không nghỉ. Cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video này nha. Đừng quên là bấm cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký kênh. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em vào video ngày hôm sau.